alo alo alo. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Lo Kéo Piso. Rất là vui hôm nay mình lại tiếp tục review so sánh cho chị các bạn hai dòng lo mới. Đây bên tay phải mọi người là Malata 9017. Để mình tắt nhạc cho dễ nói nha. Bên tay phải mọi người là Malata 9017 và bên tay trái là Malata 9087. Mẫu loa mới vừa về nha mọi người, Malata M cộng 9087 của hãng Malata. Đây là con 9017 hay còn gọi là L12. Đây mọi người, hiện tại là hai con này giá hơn 2 triệu một chút. Thì giá thì mọi người nhớ cập nhật ở phần mô tả của video. Ok, bây giờ mình sẽ review hai con này. Trọng lượng thì tầm khoảng 10 đến 12 kg, phù hợp với mình có thể mang đi du lịch ở ngoài trời. Đó, nhỏ gọn, bình cực kỳ trâu. Thì sản phẩm của thương hiệu Malata này không phải nói rồi. Hai con này chơi liên tục cả ngày. Ok, bây giờ mình sẽ test thử nhạc và micro cho mọi người cùng đeo tai nghe vào dễ cảm nhận nha. Đầu tiên là con 9017 nha. Hai micro. Lại nha, nhạc từ đầu, nhạc remix, nhạc trữ tình nha. Ok, chúng ta sẽ sang con này là con alo 1 2. Alo 1. Đây là con Malata 9087. Mọi người nghe thử nha, cảm nhận chất lượng như thế nào. Thấy con lo nào hay comment bên dưới nha. Đây là một đoạn nhạc trap remix. Mọi người cùng đeo tai nghe thưởng thức nha. Nhạc test thử độ bass chép của con lo.
lên khá tốt. Đây. Mình trong hơn khá tốt. Tiếp chúng ta là cái con 9017 nha mọi người. Mọi người nãy giờ nghe thấy con nào hay hơn comment dưới nha. Cùng là một đoạn nhạc khi nãy test thử bass chép nha mọi người. Nhớ đeo tai nghe vào. Bass chép 60, âm lượng 60 giống khi nãy luôn. Kế tiếp là một đoạn nhạc test lo nha mọi người. Cùng so sánh thử hai chiếc lo của chúng ta, 9017, 9017 và 9087. 9087 là phiên bản mới nhất 2019 của Malata. Ở thời điểm bữa nay như là ngày 23 24 tháng 9 rồi. Tắt lo vào đây qua 9087 cũng là một đoạn nhạc test lo. Ok mọi người nhớ đeo tai nghe. Chép con ở đây mạnh hơn. Và đây là kích thước của chúng ta nha mọi người. Trọng lượng con 9087 luôn thùng 10kg, cao 68,4cm nhân 40,5 chiều ngang nè, chiều sâu 34,5. Còn con 9017L12 chúng ta 67, chiều cao 67. Con bên đây nó cao hơn nào nha mọi người. Đó, con 9087 nó cao hơn một xíu, cao hơn một xíu. Đó. Chiều ngang nó là 40,5. Bằng cái con, hai con bằng nhau, chiều ngang bằng nhau. Chiều sâu 39,5. Chiều sâu của cái con 9017 này nó mập hơn một xíu nè. Đó mọi người thấy không? Nó mập hơn cái con 9087. Đó. Thì hai con cũng là hai mic và bass 3 tấc, đều có nút chỉnh volume nè. Nút nguồn, có chỗ đấu bình rời 12V, có chức năng ưu tiên mic. Có chỗ cắm USB. Bên đây cũng có đèn cắm nè. Có chỗ cắm thẻ nhớ nè, bên đây cũng có nè. Hai bên đều có. Cả hai con đều bảo hành 6 tháng mọi người. Bao xài 30 ngày lỗi kỹ thuật. Mọi người giữ sản phẩm như mới mình sẽ được đổi mới. Còn giống như cùng model. Còn nếu mà đổi khác model sẽ tốn phí 20%. Đây là chỗ cắm sạc, hai con đều dùng bình nên là DC sạc 15V hết. Mình sạc một lần tầm khoảng 8 đến 12 tiếng. Thì mình dùng một lần được cả ngày thoải mái. Hai con đều có thể kết nối được với TV, máy tính, laptop thông qua cái ngõ có dây này.
AUX này, audio input này nha. Có chế độ Bluetooth. Đây là VonMix nè, Eco, bass chép của nhạc, ba nút bên đây của nhạc và hai nút đây của mic, hai con nó cấu tạo giống nhau. Đó, giống nhau hết nha mọi người. Chức năng nó giống nhau 100%. Cái bass nó cũng cỡ nhau. Đó. Như con này có chung chép luôn nè, tại vì mình thấy không rõ bên trong. Con này 12 kg nha mọi người, chứ không 17 12 kg, con này 10 kg. Đó, nói chung là mình cầm cảm giác hai con nó bằng nhau. Ok, bây giờ mình sẽ test thử mic cho mọi người nha. Hiện tại mình đang test ngoài trời. Hotline 0915486462 và 0962809867. Vì lý do khách rất là đông, bên em chủ yếu nghe điện thoại và giao hàng đi tỉnh, giao toàn bộ tất cả các tỉnh trên toàn quốc, nên đôi lúc anh chị các bạn gọi không được, mình để lại địa chỉ, tên, số điện thoại và mẫu loa cần mua. Anh chị vui lòng cọc trước 50k thẻ cào nếu mà ở tỉnh. Bây giờ em sẽ kết nối Bluetooth và em sẽ hát từ một đoạn. Hiện tại là mưa lâm râm luôn rồi, không biết chạy kịp hay không nữa. Hy vọng là chạy kịp. Ok. Chung là Bluetooth với lại mic của hai con này đi rất là xa. Ok. Hát thử với con 9017 nha mọi người. Hai micro nè. Hỏi thăm nhau, chủ yếu mang tính chất test lo, mình không phải ca sĩ. Hát một đoạn thôi nha. Chiều nay mình anh bước vội, không biết cuộc sống em dạo này thế nào rồi. Anh vẫn như thế thôi, vẫn yêu em sớm tôi. Nhiều lúc bối rối, con tim anh lạc lối. Lúc anh yêu thương em hết lòng, sao em lại ngỡ bỏ anh trong đời mong. Anh như kẻ ngu si, chẳng bận tâm điều gì. Đây là 12 mét rồi nè. Để rồi nhìn em. Em xa đi, nhiều lúc anh cứ suy nghĩ anh đã làm sai điều gì mà em xa đi không một lời từ ly. Đó, nói chung là mình đi tầm khoảng 12 mét thôi nha mọi người. Thì mình hát thì đa số anh chị hiếm có ai mà mình đi xa hơn 12 mét lắm. Đó, nói chung khoảng cách nó quá là ok rồi. Con này thì mít á, mình đã thử qua. Rất là xa. Mít con này, hai con này luôn. Đi rất là xa, trên 25 m vẫn hoạt động bình thường từ đây tới cuối đường luôn á. À quên. Hiện tại đang mưa mọi người ơi. Nè, rất lẹ nha. Chuyển qua chế độ Bluetooth và nút input. Bên đây con bên đây nó có cái chức năng cắt lời ca sĩ nha mọi người, karaoke nè, cái nút karaoke mọi người bấm vô đây nó ngắt lời ca sĩ nha. Thì con bên đây mình chưa thấy. Đó, con 9087 nó ưu điểm là hơn là có cắt lời ca sĩ nè. 9087 là đời mới 2019 nha mọi người, mới vừa ra mới có mấy ngày thôi. Ok mọi người đợi một xíu, mình đang xóa bớt Bluetooth nhiều quá. Tại điện thoại mình bán hàng một ngày kết nối nhiều thứ quá. Giờ tìm phải xóa bớt lịch sử. Như điện thoại quên kết nối Bluetooth nãy chưa thoát. Nó mọi người để ý nha, cái chữ trên đây nó ngưng chớp là tức là có điện thoại nào người ta đã kết nối rồi. Đó, thấy không? Biết liền thấy không? Hay là thủ phạm nè, mới vừa thoát Bluetooth ra. Thấy không? Có Bluetooth liền mà cộng audio.
Ok, cũng là hỏi thăm nhau. Âm lượng micro mình để 60 nha. Echo 60 và nhạc để 50 nha. Một, hai, ba, bốn. Có cảm giác như mic của con 9087 nó hay hơn, nhưng mà nó dễ hú hơn con bên đây. Còn 17 mic ít hú hơn, nhưng mà nó mic nó không có hay bằng con 9087. Ok, đứng tầm khoảng 1 mét là được. Chiều nay mình anh bước vội, không biết cuộc sống em dạo này thế nào rồi. Anh vẫn như thế thôi, vẫn có đáng sợ tôi. Nhiều lúc bối rối, con tim anh lang lối. Lúc anh yêu thương em hết lòng, sao em lại nỡ bỏ anh trong đời mong. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này. Xin ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Mọi thắc mắc mình có thể liên hệ qua hai số hotline 0915486462, 0962809867, địa chỉ bên mình đang kinh doanh 448-20-4 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Có những cái đại lý ở bên Xuân Lộc, Đồng Nai và quận 2, Long Văn. Mình sẽ để phần mô tả bên dưới. Xin ái chào tạm biệt.